Trong thánh lễ chiều hôm nay, xin trân trọng giới thiệu với anh chị em, trước hết là Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, là ngoại trưởng của Tòa Thánh tại Việt Nam. Rồi có một vị rất quen thuộc đối với chúng ta là Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, là đại diện thường trú, một điều mới mẻ, thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Rồi cùng đi với ngài có Đức ông John David Pusser, là thư ký của Văn phòng Quốc vụ Khanh. Và trong thánh lễ chiều hôm nay, chúng ta cũng có sự hiện diện rất là kính trọng của các giáo mục của 10 giáo phận trong giáo tỉnh Sài Gòn này. Xin trân trọng giới thiệu với anh chị em. Và để trước khi bắt đầu thánh lễ, chúng ta có vài lời để kính chào Đức Tổng giáo mục ngoại trưởng của Tòa Thánh. Trọng kính Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, ngoại trưởng của Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và Đức ông John David Pusser, thư ký của Văn phòng Phủ Quốc vụ Khanh. Sau khi thăm viếng các giáo tỉnh Hà Nội và Huế, ngày hôm nay Đức Tổng đã đến giáo tỉnh Sài Gòn. Đức Tổng đã đi dọc theo chiều dài của đất nước, qua miền Bắc rồi miền Trung, để hôm nay đến miền Nam Việt Nam thăm giáo tỉnh Sài Gòn. Đây là lần đầu tiên một bộ trưởng ngoại giao của Tòa Thánh đến Việt Nam. Điều này chứng tỏ một cái sự chuyển biến rất quan trọng trong quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Chuyến viếng thăm của Đức Tổng biểu lộ tình thương yêu và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Francisco đối với Hội Thánh Việt Nam. Cộng đoàn Dân Chúa chúng con hân hoan chào đón Đức Tổng. Giáo tỉnh Sài Gòn có 10 giáo phận. Hôm nay có sự hiện diện của các giáo mục của 10 giáo phận đang hiện diện nơi đây. 10 giáo phận với dân số là 40 triệu người, tức là gần một nửa dân số của Việt Nam, với 2/3 sống tại nông thôn với mức sống trung bình hoặc là nghèo. Số tín hữu Công giáo trong 10 giáo phận miền Nam này khoảng 3.600.000 người, tức là một nửa tín hữu Công giáo tại Việt Nam. Chưa kể rất đông các tín hữu lưu động chưa thể thống kê được. Tỷ lệ người Công giáo trong các giáo phận miền Nam không đồng đều. Ở Xuân Lộc tỷ lệ là 27%, ở Sài Gòn tỷ lệ 8.5%, còn các giáo phận khác từ 2-5%. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh này, thống kê chính thức có 9 triệu người, nhưng trên thực tế còn có khoảng 3 triệu anh chị em di dân đến từ các tỉnh khác. Tổng cộng khoảng 12 triệu dân, trong đó có gần 1 triệu tín hữu Công giáo, tức là tỷ lệ 8.5%. Hàng năm có nhiều tân tòng trưởng thành. Năm 2022 có 5.745 người lớn gia nhập Hội Thánh. Rất nhiều người trong số đó theo đạo không phải vì lý do kết hôn. Dân Chúa trong tổng giáo phận mang đặc tính giáo hội phổ quát. Ngoài 388 linh mục giáo phận, còn có 580 linh mục và gần 8.000 tu sĩ nam và nữ thuộc 180 dòng tu, dòng giáo hoàng và dòng giáo phận, như Đức Tổng có thể thấy các màu áo ở trước mặt Đức Tổng đây. Xét theo nhiều phương diện, Sài Gòn là trung tâm lớn nhất của Việt Nam, là đầu tàu của cả nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, giáo dục, nên cũng là nơi quy tụ mọi thành phần trong xã hội. Có cả nhiều người nước ngoài đến đây làm việc và tham gia vào các sinh hoạt Hội Thánh. Ngày hôm nay các anh chị em nước ngoài cũng đang tham dự thánh lễ này. Người Sài Gòn năng động, cởi mở, siêng năng làm việc, có óc sáng tạo, sống vui tươi, hài hòa với mọi người, với tất cả mọi thành phần trong xã hội. Có nhiều người giàu nhưng cũng có nhiều gia đình nghèo.
đặc biệt là các anh chị em dư dân. Vì thế chúng con đã thực hành hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đó là thực thi đức ái ngay cả với các anh chị em không cùng niềm tin, bằng cách quan tâm chăm sóc những người yếu kém và những người cùng khổ nhất, như Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc lại trong thư của Ngài gửi cho dân Chúa tại Việt Nam. Đặc biệt trong năm 2021, thời gian cao điểm của đại dịch COVID-19, tất cả các giáo xứ và dòng tu trong giáo phận đã hăng say và quảng đại giúp đỡ lương thực cho người dân tại các khu xóm trong cả thành phố. Nhất là đã có khoảng 1.000 linh mục, tu sĩ nam nữ đã tình nguyện vào các bệnh viện để phục vụ các bệnh nhân COVID bất chấp nguy hiểm tới mạng sống, được phục vụ hăng say, tận tình, vui tươi, vô vị lợi. Điều này đã tạo nên sự mến phục không phải chỉ nơi các bệnh nhân và các y bác sĩ, mà còn nơi các vị lãnh đạo chính quyền cũng như tất cả mọi thành phần khác trong xã hội. Tương quan giữa người Công giáo và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn, công cuộc đối thoại ngày càng thuận lợi hơn, bởi vì chúng con đã chứng tỏ mình là những tín hữu có trách nhiệm và đáng tin, đã đem tinh thần phúc âm vào các thực tại trần thế để thể hiện căn tính của mình là người Kitô hữu tốt và là người công dân tốt, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói với chúng con. Chúng con tin rằng chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Tổng sẽ đem lại sự khích lệ lớn lao để chúng con tiếp tục nhiệt thành làm chứng cho đức ái. Nhờ đó chúng con giới thiệu Chúa cho mọi người và góp phần phúc âm hóa xã hội. Kính thưa Đức Tổng, qua Đức Tổng, chúng con kính dâng lên Đức Thánh Cha Francisco lòng vâng phục và yêu mến chân thành. Chúng con kính chúc Đức Tổng được muôn phúc lành của Chúa để hoàn thành tốt đẹp sứ vụ trong Hội Thánh Hoàn Vũ. Xin hẹn.